một đúng cái câu này. Dạ, sau khi con nói chuyện với cô á thì cái anh cán bộ này anh biết được cái thông tin đó nên là anh nói với con á, thôi anh đừng có về nhà lấy mấy công mình đem cho cô, thì anh nói với bên trong là cho thêm cô 5kg là đưa qua cho từ con để trao cho cô, chứ mà cô đưa người đó cho đưa cho cô á thì mấy người khác là tao thì canh tị nha. Thì sau khi con nói chuyện với cô thì cô lại nói, cô chú lại nói chuyện với anh đó, cảm ơn anh lời đó nha, là lấy được cái 5kg gạo. Bà con lưu ý khung giờ từ 8 đến 12 giờ đêm sẽ vắng hơn, thuận tiện cho việc nhận gạo. Ở đây em Sơn này mới đã vừa mới trao thêm một cái bao gạo cho cô chú ấy. Bà con lưu ý khung giờ từ 8 đến 12 giờ đêm sẽ bán hơn, thuận tiện cho việc nhận gạo. Xe đông bị té nên là không có mua bán gì được. Khi đã đại nhân gạo thì có hỏi tới cán bộ đó chặn cái bao nhiêu được, tức là đem 10 cái gạo đó qua tới nhà cho cô, chứ rồi để đem 10 cái gạo cho cô thì nó nói là thôi cái này nó chỉ cho để cái 5 cái gì đó cho cô chú đi, bởi nó không chạy. Thế là nó được cho cô chú thì sơ thì cần hứa là đem cho cô một số gạo tới, là sẽ đem qua tới nhà cho cô chú. Bà con lưu ý khung giờ từ 8 đến 12 giờ đêm sẽ vắng hơn, thuận tiện cho việc nhận gạo. Dạ cô chú rất là vui. Xin chào cô chú anh chị, quay lại trở lại kênh YouTube Sơn Miền Tây. Hôm nay em có mặt ở 204 Vườn Lài, quận Tân Phú để quay lại clip 2. Hôm nay em thấy khách rất là đông và những bà con lại nhận gạo rất là đông nha bà cô chú anh chị. Hôm nay bà con khi sau khi nhận được thông tin có nhận gạo ở ATM thì bà con lại nhận rất là đông hơn, và những cô chú ở xa đi lại đây để nhận gạo sống qua trong mùa dịch. Khi ở đây phát thì có những bên chính quyền, bên công an anh lên coi bảo vệ cho cô bác ở đây nhận gạo ha. Đây để Sơn dẫn cho cô chú anh chị xem số lượng của bà con là nhận gạo nha. Đây Sơn đã dẫn cho cô chú anh chị xem số lượng của cô bác đi lại nhận gạo. Thì có cái anh công an này, ảnh hướng dẫn cho bà con đi sắp hàng để lại nhận gạo. Thì sắp ở phía sau đây, thì tới dài ở phía trường kia. Thì Sơn ước tính là cũng phải là từ 100m ấy. Dạ thưa. Đó thì cái anh công an này, ảnh giới thiệu và dẫn chương trình và hướng dẫn cho cô bác đứng sắp hàng chứ không được chen chúc nhau. Đây có một cụ này, ông đi không nổi tai biến cũng đi không nổi, cũng lại sắp hàng này cô chú anh chị. Cái ông cụ này đây họ nhận cái phút này là cô chú anh chị, rất là nhiều bà con cần sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân và cô bác đóng góp gạo lại cho cái máy ATM để phát cho bà con trong mùa dịch. Sau khi bà con được nhận được thông tin này thì bà con lại đến thẻ ATM này, máy phát gạo ATM đông hơn để nhận nhiều hơn. Thì Sơn thấy là cũng nhiều cô bác cũng có hoàn cảnh khó khăn đó. Đó cô bác anh chị, cô ơi cho con hỏi là hôm nay cô bắt nguồn tin từ đâu mà cô lại đây nhận gạo hả cô ha? Lên mạng á. Dạ chúng con trên mạng. Dạ thưa cô tên gì ạ? Dạ Lâm Kim Anh. Dạ Lâm Kim Ánh. Lâm Kim Ánh. Dạ con hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 63. Dạ dạ cho cô ba hôm nay là nhận gạo đi ha. Dạ cảm ơn cô. Dạ.
Mình sẽ mới hỏi thông tin về cái câu đói thì chưa kịp thì đã khách hàng đã nôn, cái người phía sau đã phải đôn đốc lên để đi nhận gạo. Dạ, đây có để thêm cái bảng hình của chú anh chị. Chú ý, mỗi người đứng cách xa nhau 2 mét, không tập trung quá 10 người, sai quy định máy quét sẽ ngừng hoạt động. Đấy cô chú anh chị. Đó cái anh công an này, đó cái anh công an này anh hướng dẫn cho bà con cô bác là phải đứng theo cho đúng như trình tự. Đấy. Để mình hỏi sơ hỏi bà và cô này ha. Bà ơi, cho con hỏi là dạ, hôm nay cô bà lên đây để nhận gạo á, dạ, thì bà biết được từ đâu để đến địa chỉ này để nhận gạo? Em ở chỗ gần Hưng Hòa. Dạ, Bình Hưng Hòa, cô qua đây. Dạ. Dạ, cô biết từ đâu mà cô để biết được cái địa điểm này nhận gạo? Tự nhiên thấy mấy người đó đi xin á. Dạ. Rồi người ta nói chị xin chưa? Chị chưa, dạ, xin. Rồi chị nói chưa xin. Rồi dạ, cái chỉ gì bây giờ đây. Dạ, vậy giờ bây giờ con hỏi là tên đầy đủ của cô là gì à? Chị hả? Chị tên Lan. Cái gì Lan cô à? Tên họ đầy Trần đủ. Trần Thị Tài. Trần Thị Tài. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm nay chị quên tên rồi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi á? Anh ơi, năm nay em nhiêu tuổi? Dạ, cô năm nay 64 tuổi. Cảm ơn, dạ, con nha. Dạ, rồi cảm tại ơn cô. Ông xã gì biết chứ gì bệnh hoài à? Dạ. Gì bệnh hoài à con? Dạ, vậy thường ngày cái công việc của cô làm là làm gì cô à? Hồi đó chị đi buôn bán, dạ, chú nướng. Dạ. Sau này thất nghiệp không có tiền. Dạ. Rồi cái làm chú nướng ở bán tới giờ luôn á. Dạ. Ví dụ như cô muốn người ta giúp cô thì cô muốn người ta giúp cái gì cho cô? Gì vậy hả? Gì không cần tiền bạc. Dạ. Miễn sao cho mình gạo ăn là được rồi. Dạ. Này á. Dạ. Cô có xài số phone không? Dạ. Cô có xài điện thoại không? Phía sau đó đứng giảng ra mọi người ô sẵn. Cô có xài điện thoại không? Chỉ có mình ông xã gì thôi. Dạ, vậy chút nữa con lấy số điện thoại của ông xã của cô rồi con hẹn một ngày nào đó con sẽ đem gạo cho cô. Cái đó là riêng của con, của anh Phong Bụi, anh Phong Kiếm Thị á. Anh ở Thủ Đức, anh này Kiếm Thị. Biết không? Hồi đó đó hả, gì vậy hả? Thì không có mặc đồ tung tặng. Dạ, cô kéo khẩu trang lên đi. Con biết sao không? Cô kéo khẩu trang lên đi. Dạ. Rồi cái có gì vậy hả, thì làm ăn có tiền lắm. Rồi sau này cái hả, cái gì bệnh á. Dạ. Rồi cái gì đi không được hai cái giò. Dạ. Tới bây giờ luôn á. Dạ. Cảm ơn thì con sau cái ngày đi con sẽ chọn một thời gian con sẽ đem qua tới nhà cho cô nha. Dạ, cảm ơn cô. Sơn mới hỏi qua một bà cụ đó thì Sơn có hỏi số điện thoại nhưng mà cô kiểu như là cô bệnh rồi cái cô không biết số điện thoại mình là xài cho nên là giao cho ông xã. Thì thưa quý cô chú anh chị, những người đi nhận gạo thì phải qua đứng lên cái chỗ hai bàn chân này nè, cái hình này nè, thì mỗi người sau này phải dưng đứng này chị ơi, đứng lên đây nè, đó thì lên đây mỗi người chuyền từ mới bước vào đây thì họ mới đứng vô chỗ này. Họ rửa tay. Đấy, sẽ dùng cái dây diệt khuẩn rửa tay xong rồi thì mới được vô đây nhận gạo. Nè, cô chú anh chị, đây. Khi nhận gạo thì đứng vô trong. Họ sẽ bấm nút thì nó sẽ hiện ra. Nó sẽ chạy gạo như vậy đó. Đấy, đúng là số dự định là 1 kg, 1,5 kg. Hay là 2 kg thì nó dừng lại, không chạy thêm. Đây là khi mình nhận gạo bấm nút đây. Thôi,
hôm nay chỗ này phát gạo thì sẽ làm thêm một cái máy bên kia nữa, là hai máy phát cho hai bên luôn, một máy bên kia và một máy bên đây, là tổng cộng được hai máy luôn. Hôm trước thì Sơn có quay ở đây thì nó chỉ là một máy thôi, hôm nay người ta lại thiết kế thêm bên kia một máy nữa, bởi vì số bà con của bác đông quá nên phải làm hai máy mới phát kịp. Dạ, sau khi hồi nãy con hỏi thím á thì con hỏi số điện thoại nhưng mà thím thì không biết, là nói là chú mới biết. Bả bị xe đụng đó rồi. Xe đụng á, bị xe đụng đó rồi. Dạ. Uống chút cay cũng vô bất kỳ. Vậy thì bây giờ chú cho con xin số điện thoại chú đi ha. Con hứa sẽ là một vài ngày tới. Dạ. Con sẽ gửi gạo qua cho chú, con đem qua tới nhà cho. Dạ. Chú đọc số đi. 0708 0708 942 9 945 dạ. Rồi 742 con xin phép đọc lại nha. 0708 945 742 con hỏi là trời tên đầy đủ của chú là gì ạ? À? Tên Võ Hoàng Lâm. Võ Hoàng Lâm, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 58, nhỏ hơn bà tuổi. Không, dạ. Dạ, vậy là cô chú 63. Dạ, thưa chú. Thì con sẽ lưu số điện thoại này. Thì khi con gọi chú, con sẽ đem qua tặng nhà cho chú nha. Thì nói chung thì hôm nay anh em cũng quay lại đây, thì gặp cô chú ở đây thì cũng là cái duyên, nên con sẽ hẹn cô chú là một hai bữa gì đó con sẽ đem qua nhà cho chú gạo. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn cô chú ạ. Số nhà đó thì 70V18. Cái đó thì con sẽ gọi cho chú, rồi khi nào con đi thì mới gọi chú, thì cô chú sẽ con đi cái địa chỉ con đi tới nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn cô nha. Thưa cô chú anh chị, video clip của Sơn miền Tây xin thầy xin tạm dừng. Cô chú anh chị thấy Sơn quay có ý nghĩa thì Sơn chỉ xin là một like với một lời chia sẻ, một lời bình luận bên dưới để cho Sơn rút kinh nghiệm để quay clip sau hay hơn. Xin chào cô chú anh chị, bye bye cô chú anh chị, hẹn lại clip sau nha.